Mẹ con mới xin bà ngoại được mớ cao nè. Hai mẹ con mình làm mớ cao ăn mẹ. Mẹ ăn cao gì không chặt thì được chứ mẹ. Cái này thì dừa, cái hoài này là dừa. Còn trái nó hoài nó non mút, con đừng có chặt cái cao ruộng này. Mình đập ra nó cái chổng cái ruột nó bể làm mứt không ngon. Còn cái này là này nó ngon hơn. Ngon này là dừa. Nếu lỡ mua mẻ già quá hay sao? Già quá thì mình ăn không được, bỏ dừa gì mới được. Còn già nó cứng quá mình làm ăn đâu có được. Nó chát hả mà? Nó chát không được đâu. Để con đi lấy tấm thớt. Thôi mẹ con mình ấy cao mình đặt cao nó lấy cao ra để làm mứt. Đặt xuống là được hả mẹ? Rồi đập bị dừa thôi. Ấy quá để trong dừa tét được. Ngon hơn này nè, cái này là ngon dừa luôn á. Này là ngon lắm. Nó cứng như đây nè. Dừa dẻo dẻo. Con đập nó hơi mạnh thôi. Con nhẹ, con đường đập mạnh nó tét rồi, nhưng mẹ nó không tét rồi. Dạ. Dừa luôn. Mẹ tách ra. Nửa cái này nè, nó chát lắm, mình lấy mình rửa sạch cái này ra, mình rửa rồi con đi là đập nước chanh đi, mẹ lột. Dạ. Thả nước chanh ra. Vì nữa nó đập mạnh cái nó sợ nó tét, vì dừa cái mình ấy vậy nè, tét vậy nè, nó không có tét. Cái này thì mình ấy cho nó ra, rồi cái mình rửa mình chà nhiều đó, mạnh đó. Nó hết chát. Hạt ớt nhiêu nước được chưa mẹ? Được bao nhiêu được rồi. Giờ mình nặng cho khoảng mấy trái? Nặng 2 trái chanh đi. Chanh này cho cao nó không thầm thôi nè. Để giỏi vô đây luôn. Cao này con vô vô đây luôn à? Để vô thau nè. Này lọt lại lọt tiếp nè. Hồi nãy con nghe nhà ngoại á, cao quá trời cao. Ngoại kêu bẻ thì con đâu biết đâu, bẻ thà. Cái gì nè, để cái gì ngon. Phải ngoài nào có nhà ngoài này ngon biết mấy hay nè. Cũng dễ quá nè, đập cái nó ra trượt ra. Nhẹ đừng mạnh quá. Này làm hơi lâu, hơi cực cái này. Cực ăn ngon, ăn hoài, ăn ghiền luôn á. Để con keo ăn ghiền luôn. Cái năm rồi con thấy nghề 6 con cái này nè, thấy con thấy ăn cũng lạ. Đấy giờ con tưởng nó cao ăn không được, ăn nhà thấy cao cũng ngon lắm. Tốt cao nè, tốt lắm. Rồi. Thì ăn tốt cho bao tử mình lắm. Cái này cái trái gì này nha, mình để không, như mình có đau bao tử á, trái không gì nè, mình nhai ngày nào mình nhai sáng mình nhai nó cũng bao tử mình cũng hết đau bao tử hết. Chắc trong này có chắc chát nè, cho nó chán bao tử quá. Thò tay để đừng cái dính này nè. Nó hơi dính nha. Nó cũng dính khó chịu. Mình thấm miếng nước thôi mà. Đó, rửa nhẹ tay chứ. Nó nát hết chưa rửa. Sơ gì là được hả mẹ? Có cái màng này nó đắng hay sao? Bàn đó. Cẩn mẹ mới chát mà hồi chát mà ra cho nữa ăn không chát. Cái màng này mình cạo hết rồi mà. Rửa nhẹ người ta rửa chứ còn nó để rửa mới nát chứ không. Mình không cái cạo này được không nè, cái màng này thôi. Cạo đi cạo rồi mình rửa nó đỡ cực. Giờ thấy đây rửa cực lắm. Để ăn nó chát. Rồi bây giờ mình cạo giờ được, nhưng mình đi rửa như này. Dạ dạ. Được hết nè. Hết đây. Rửa được rồi rửa. Nè cái cao này mình xả ra mấy nước không nè? Ba bốn nước hả? Ba nước đây. Dạ dạ. Ba nước được rồi. Cho nó hết cái chát đó nè. Để mình cạo rồi nó sạch rồi. Ba nước luôn. Muối vô chảo, luộc sôi lên này nè, rồi luộc cho nó bớt chát, rồi sôi rồi mình thả vô mình luộc. Mẹ ơi nó sôi rồi con cho vô nghe mẹ. Con cho cao vô nồi đi. Dạ. Cao này mình luộc không có lâu đâu mà. 15 chục 20 phút gì, 15 20 gì cũng được. Mình luộc cho nó ra cái chát lên mình. Chắc chát. Này mình luộc cái lần 2 hả mẹ? Ừ, luộc 2 là nghỉ rồi. Luộc 2 lần cho nó không ngậy. Luộc 2 nước gì chắc được hả mẹ? Rồi mình còn luộc cho nó không mẹ, hay là mình rửa sạch? Mình rửa sạch rồi để ráo nước. Dạ. Mẹ ơi, rửa mà nó không còn đắng, nó không còn chát nữa là được không mẹ? Ừ. Con thử là nó không còn chát nữa rồi nè. Không chát gì được rồi đó. Thì con nhớ kìa. Ký cao mình trộn 300g đường vô, mình ngâm. Sơ lên đều. Rồi đổ nửa chai thì tiên vô trong cao với đường chung luôn. nó úp cao để đường vô qua đêm. Má, con thấy nó khô nước hết rồi mà. Rồi, được rồi, con đi đem phơi nắng. Dạ.